số 3 trong chương trình Sinh 10. Đó là bài Các cấp tổ chức của thế giới sống. Thì bài học của mình cũng sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là cô sẽ tóm lược cho em lý thuyết ở một cái mức gọi là gọn nhất có thể, rất là phù hợp cho những bạn lười học luôn á. À, rồi phần thứ hai chúng ta sẽ làm một số câu trắc nghiệm để mà củng cố lại cái kiến thức chúng ta đã học. Và phần cuối là cô sẽ có một vài câu tự luận. À, và bây giờ chúng ta bắt đầu với phần 1 và phần tóm lược lý thuyết nhá. Thì các bạn có thấy rằng á là bài này á nó có tên là Các cấp tổ chức của thế giới sống. Vậy việc đầu tiên mình phải tìm hiểu xem thế nào thì gọi là các cấp tổ chức của thế giới sống. Nào, vậy thì câu trả lời rất là đơn giản. Tập hợp tất cả các cấp độ tổ chức từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất trong thế giới sống sẽ được gọi là các cấp tổ chức của thế giới sống. À, thì cô ví dụ các cấp tổ chức trong thế giới sống thì sẽ gồm là cái cấp bé nhất là nguyên tử. Sau đó nhiều nguyên tử sẽ được cấu tạo để trở thành phân tử. Rồi nhiều phân tử sẽ được cấu tạo trở thành bào quan. Rồi nhiều bào quan sẽ trở thành tế bào. Nhiều tế bào có chung cấu trúc và chức năng sẽ được gọi là một cái mô. Nhiều mô sẽ hợp thành một cơ quan. Nhiều cơ quan sẽ hợp thành hệ cơ quan. Nhiều hệ cơ quan thì hợp thành cơ thể. Nhiều cơ thể cùng loài sẽ hợp thành quần thể. Rồi nhiều quần thể tạo thành quần xã. Quần xã kèm với môi trường sống của quần xã thì gọi hệ sinh thái. Và cuối cùng là tập hợp mọi hệ sinh thái trên trái đất thì ta gọi là sinh quyển. Đó. Thế thì nếu mà mình học thuộc các cấp tổ chức trong thế giới sống á thì đương nhiên là mình vẫn thuộc được. Nhưng mà nó nhiều. Vậy giả sử các bạn không thuộc hết được thì các bạn phải ráng thuộc cho cô những cái cấp cơ bản, thì sẽ bao gồm là cấp tế bào nè, rồi tới cơ thể nè, tới quần thể nè, quần xã nè, rồi tới hệ sinh thái nè. Và trong các cái cấp cơ bản này á, thì nó có một cái cấp nó gọi là cơ bản nhất luôn. Vậy cơ bản nhất chính là cấp tế bào. Rồi bây giờ nha, tất cả những cái cấp mà của thế giới sống á thì nó có cái biểu hiện đặc trưng của cái sự sống, đó là có thể chuyển hóa vật chất và năng lượng nè. Hả? Thì các bạn thấy ví dụ như là con robot đi, con robot nó cũng có khả năng ví dụ là nó có thể làm việc nhà, nó có thể suy nghĩ. Hả? Nhưng mà rõ ràng con robot này không có khả năng chuyển hóa vật chất và năng lượng. Hả? Rồi con robot này không sinh trưởng được, tức là con robot này khi con người mình tạo ra nó có kích thước là như nào thì muôn đời là kích thước như vậy, chứ nó không thể lớn lên được, không giống như con người mình. Con người mình vừa sinh ra thì dài có 50 phân thôi, xong rồi đến tuổi trưởng thành có thể là mét rưỡi, mà mét rưỡi là hơi ngắn ha. Rồi mét 6, mét 7, mét 8 gì đó là con người mình sinh trưởng, rồi con người mình phát triển, trong khi con robot không phát triển. Con người mình có thể sinh sản, có thể cảm ứng. Thì nói chung ra là những cái vật mà không sống thì sẽ không có những cái đặc trưng này. Và đây chính là những đặc trưng của sự sống. Thì như vậy mình vừa nói những cái gì mà chung nhất của các cấp tổ chức sống. Bây giờ chúng ta sẽ qua số 2. Các cấp độ tổ chức của thế giới sống. Thì các cấp tổ chức của thế giới sống á, hồi nãy cô liệt kê một lần rồi ha. Bây giờ mình nói kỹ hơn là các bạn nhìn hình nè. Từ thấp đến cao sẽ được thể hiện qua hình sau. Nguyên tử nè. Nhiều nguyên tử trở thành phân tử. Ví dụ trong cái hình minh họa này, đây là phân tử nước, thì phải bao gồm là một nguyên tử oxygen và hai nguyên tử hydrogen. Đó. Xong bây giờ nhiều phân tử sẽ hợp thành bào quan. Vậy cô ví dụ cô nói đại là cái lớp màng sinh chất này đi, thì sẽ được cấu tạo bởi rất là nhiều phân tử phospholipid cộng với protein. Xong nhiều bào quan sẽ trở thành tế bào. Ví dụ cái tế bào này á là cần phải có lớp màng sinh chất nè, phải cần có cái nhân nè, rồi phải cần có ribosome nè, rồi vân vân vân. Túm lại nhiều bào quan tạo thành tế bào. Rồi nhiều tế bào mà chung về cấu trúc và chức năng sẽ tạo thành mô. Ví dụ nhiều tế bào da thì trở thành mô da. Đó. Xong rồi nhiều mô sẽ hợp thành cơ quan nè. Ví dụ ở đây các bạn thấy là cơ quan này chính là cái bao tử đúng chưa? Ở đây là cái bao tử. Thì để tạo thành bao tử thì mình cần phải có cái lớp mô là cái lớp mô bên ngoài của cái bao tử. Rồi cái lớp mô tạo thành cái mặt trong của cái bao tử, vân vân. Túm lại nhiều mô hợp thành cơ quan.
sao nhiều cơ quan hợp thành cơ thể. Ví dụ con vịt này đi thì phải có cơ quan, ví dụ hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ bài tiết, vân 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 nhá, nhiều cơ quan. Ở đây nó còn thiếu một cái là hệ cơ quan nữa đó, nhiều cơ quan hợp thành hệ cơ quan, xong rồi nhiều hệ cơ quan hợp thành cơ thể, nhiều cơ thể mà cùng loài sẽ hợp thành quần thể, nhiều quần thể sẽ hợp thành quần xã. À, quần xã cộng với môi trường sống của quần xã nữa thì trở thành hệ sinh thái, và mọi hệ sinh thái trên trái đất thì trở thành sinh quyển. À, vậy tiếp theo chúng ta nghiên cứu coi, thế thì giữa các cấp độ tổ chức sống thì chúng nó có những mối quan hệ gì? À, thì mối quan hệ đầu tiên là cái cấp độ tổ chức sống cấp thấp nó phải làm nền tảng để hình thành nên các cấp độ tổ chức sống cao hơn. À, ví dụ cho em dễ hiểu nhé. Ví dụ như là em nhìn cái tháp này đi, có phải là nhiều tế bào hợp thành mô không? À, thế thì tế bào sẽ là tổ chức thấp hơn là cái mô. À, thì phải có nhiều tế bào mới tạo thành mô. Vậy thì tổ chức sống cấp thấp là làm nền tảng hình thành nên cấp độ tổ chức sống cao hơn. Và tương tự như vậy cho các cái cấp khác nhé. Rồi, tiếp tục nè. Tập hợp các cá thể cùng loài phân bố trong cùng khu vực địa lý tạo thành một quần thể. À, điều này lại chứng minh thêm một lần nữa là cái tổ chức sống cấp thấp là nền tảng hình thành tổ chức sống cấp cao hơn. Bởi vì cá thể là cái cấp, là cấp cơ thể, nó là cấp nhỏ hơn của cấp quần thể. À, và thêm vài ví dụ khác thì các bạn tự đọc ha, các bạn có thể dừng, tạm dừng cái video các bạn đọc. Rồi, bây giờ mình chuyển qua mình nghiên cứu các đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống. À, thì đặc điểm đầu tiên á là nó phải được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc. À, tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc là gì? Có nghĩa là tổ chức sống cấp dưới phải làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức cấp trên. À, và cái khúc này thì hồi nãy cô phân tích rồi, bây giờ chúng ta chỉ nói cái khúc sau thôi nhá. Nhờ cái chuyện là cái tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để xây dựng tổ chức cấp trên, mà cái tổ chức sống cấp cao hơn á vừa có những đặc điểm của tổ chức sống cấp thấp hơn, vừa mang những đặc tính nổi trội mà tổ chức sống cấp dưới không có được. À, vậy thì không biết các bạn có thắc mắc không? À, nhưng đọc tới đây hay nghe tới đây thì chúng ta sẽ tự hỏi rằng vậy cái đặc tính nổi trội này là cái gì? Đó, vậy chúng ta cùng nhau chúng ta lấy một ví dụ minh họa là chúng ta hiểu được đặc tính nổi trội là cái gì liền. À, một ví dụ minh họa nhé. Ví dụ các bạn biết là ở cái dạ dày á thì nó có nhiều loại tế bào. À, cái tế bào chính á thì nó sẽ tiết ra một cái enzyme gọi là pepsinogen. Đây là cái enzyme mà nó cắt cái chuỗi polypeptide ra thành từng đoạn ngắn. À, còn cái tế bào viền á thì nó lại tiết ra HCL. À, tế bào cơ thì nó lại chỉ có tác dụng co giãn để cho cái dạ dày của mình nó co bóp thôi. Vậy bây giờ các bạn hình dung nhá, cái tế bào chính là tổ chức cấp thấp hơn của cái cơ quan, cái dạ dày là cấp cơ quan, à, cái tế bào là cấp tế bào, thì tế bào có cái cấp tổ chức thấp hơn là cái cơ quan là cái dạ dày. Vậy một tế bào thì chỉ làm được một việc, ví dụ như là chỉ tiết được pepsinogen hay là chỉ co giãn được thôi. Thế nhưng khi nhiều tế bào cùng tập hợp lại để thành cái dạ dày, à, thì dạ dày sẽ vừa tiết dịch vị, vừa tiết enzyme tiêu hóa, vừa co bóp và cuối cùng là tiêu hóa được thức ăn. Đấy. Vậy thì nhá, cái chuyện là cái dạ dày nó phải là tập hợp của nhiều tế bào, cho nên nó đã làm được cái việc mà một tế bào không làm được, thì cái đấy gọi là đặc tính nổi trội. À, vậy thì ta đi đến một kết luận là những đặc tính nổi trội ở mỗi cấp tổ chức sống được hình thành do sự tương tác của các bộ phận cấu thành. Đó. Thì cô hy vọng rằng là khi mà các bạn làm những câu vận dụng á, các bạn có khả năng là lấy được những ví dụ về đặc tính nổi trội nhé. Bây giờ mình chuyển qua phần cái đặc điểm số 2 của các cấp tổ chức sống là các cấp tổ chức sống chính là một hệ thống mở và tự điều chỉnh. À, thì hệ thống mở nghe cái mình hiểu luôn. À, bởi vì các cấp độ tổ chức sống nó không ngừng trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường bên ngoài, cho nên nó là hệ thống mở. Thì ví dụ đây này, ví dụ các bạn có nhìn thấy hình này không? Đây là một thằng người chưa? Thôi nó thằng người ghê quá, nó đây là một con người rồi. Một con người á thì phải lấy oxygen vào, à, lấy nước vào,
lấy chất dinh dưỡng vào. À, cái lấy oxygen này, cái oxy hóa những cái chất hữu cơ trong cái chất dinh dưỡng này, trong cái thải ra môi trường ngoài là carbon dioxide. À, thải ra môi trường ngoài nhiệt. Và đương nhiên là trong cái quá trình mà hấp thu cái chất dinh dưỡng này thì có nhiều cái không hấp thu được thì phải thải ra ngoài thành chất thải. Vậy có phải con người này đã tương tác với môi trường không nào? Không ngừng trao đổi chất và năng lượng với môi trường. À, thế thì con người là một hệ thống mở. Và khi mình khái quát lên thì mình thấy là mọi sinh vật sống đều phải là hệ thống mở như này, bởi vì luôn luôn là lấy các chất từ môi trường và đồng thời thải ra môi trường một cái chất gì đó. Đó. Rồi, tiếp theo là các cái cơ thể sống thì phải có khả năng tự điều chỉnh. À, tự điều chỉnh để mà duy trì, để mà điều hòa các hoạt động sống thì như vậy mới tồn tại và phát triển được. Đó. Thì các bạn có thể nhìn cái ảnh này nè. Cái ảnh này là nói đến cái chuyện là điều hòa đường huyết của con người luôn nhá. Cô lấy ví dụ về con người luôn nè. Thì các bạn biết là khi mà chúng ta ăn, trong cái bữa ăn của mình thì chúng ta ăn cơm rồi ăn thịt, ăn cá, ăn gì á, nói chung là khi chúng ta ăn thì trong cái thức ăn của mình nó sẽ có đường gluco hoặc sẽ có những chất mà có khả năng chuyển hóa thành đường gluco. Vậy sau khi mình vừa ăn xong thì cái gluco ở trong máu mình nó tăng lên. Vậy khi gluco ở trong máu mình tăng lên thì sẽ tác động đến tuyến tụy. Tuyến tụy sẽ tiết ra một cái loại enzyme mà gọi là insulin. Insulin này sẽ làm hai việc sau đây. Việc thứ nhất là làm cho gan sẽ nhận gluco ở trong máu ấy để chuyển gluco thành glycogen, và glycogen này nó nằm ở lại ở trong gan để nó dự trữ cái gluco cho cơ thể. À, khi nào mà cần thì nó lại chuyển thành gluco ngược trở lại cho cơ thể sử dụng. Và đồng thời cái insulin này cũng làm cho các tế bào trong cơ thể của mình sẽ tăng nhận và sử dụng đường gluco để sinh năng lượng. À, vậy cho nên mình thấy là khi mình no bụng á, thì mình làm mọi việc mình cũng hăng say và tích cực hơn là khi mình đói. À, rồi vậy tiếp tục. Vậy khi mà ở xa bữa ăn nha, khi mình đói rồi nhưng mà mình vẫn chưa kịp ăn thì chuyện gì xảy ra? Có phải rằng khi mà mình đói rồi mình chưa kịp ăn thì gluco trong máu của mình giảm không nè? Mà gluco trong máu mình giảm thì cũng lại tác động đến tuyến tụy. À, nhưng lúc này tuyến tụy lại tiết glucagon. À, glucagon lại tác động đến gan và làm cho gan chuyển glycogen ngược trở lại thành gluco, làm cho đường huyết ở trong máu lại tăng lên và cơ thể chúng ta lại có đường gluco để cơ thể chúng ta sử dụng. Đấy. Vậy thì có phải đây chính là một cơ chế tự điều chỉnh lượng đường ở trong máu để có thể duy trì, để có thể điều hòa các hoạt động sống ở trong một phạm vi bình thường. Đó. Vậy thì cô đã lấy cho các bạn hai ví dụ, một ví dụ về hệ thống mở và một ví dụ về tự điều chỉnh. Thì cô hy vọng rằng là ngoài những ví dụ cô đưa ra, các bạn có thể tự lấy cho mình những cái ví dụ về các cấp tổ chức sống là hệ thống mở và tự điều chỉnh. Bây giờ mình nói tới đặc điểm số 3 của các cấp tổ chức sống là các cấp tổ chức sống thì phải liên tục tiến hóa. À, thì cái sơ đồ này nè là do ông Darwin ông ấy đưa ra nha các bạn. Ông ấy đưa ra như này nè, là từ một tổ tiên chung. À, sau đó cái tổ tiên chung này á, nó tiến hóa nó thành nhiều cái nhánh, thì cũng có những cái nhánh mà nó chỉ tạo ra một loài hai loài gì đó rồi nó tuyệt chủng thôi, nó không tiếp tục tiến hóa được. Và cũng có những cái nhánh mà nó lại tiếp tục nó tiến hóa thành nhiều những cái loài khác nữa đó. À, vậy thì mỗi một cái tròn tròn này là biểu trưng của một loài. À, nhiều loài gần gũi với nhau thì gọi là chi, xong rồi nhiều chi gần gũi với nhau thì gọi là họ, nhiều họ gần gũi với nhau thì gọi là bộ, nhiều bộ gần gũi với nhau thì gọi là lớp. Rồi xong rồi sau lớp là gì? Loài chi họ bộ lớp ngàn ha, nhiều lớp gần gũi với nhau thì gọi là ngàn, và cuối cùng là nhiều ngàn gần gũi với nhau thì gọi là giới đó. Thì sự sống nó đã được hình thành cách đây khoảng hơn 3,5 tỷ năm. Thì cái khoảng thời gian tiến hóa đấy tính ra là dài lắm luôn ha. Hả? Và cho tới bây giờ thì thế giới sống đã có hàng triệu loài sinh vật, từ đơn bào nhân sơ, đơn bào nhân thực cho đến đa bào nhân thực. Hả? Thì theo như cái sơ đồ này thì có phải tất cả sinh vật trên trái đất là đều tiến hóa từ một tổ tiên chung chưa nè? Đó. Và cô nhắc lại nè, cô nhắc lại cái hồi nãy cô đã nói á,
là trong quá trình tiến hóa thì tạo ra nhiều loài lắm. Tuy nhiên á, là không phải loài nào nó cũng còn tồn tại cho tới ngày nay. Cũng có những loài là tiếp tục tiến hóa để trở thành nhiều loài khác nữa, để trở thành nên được chi mới, họ mới, bộ mới, lớp mới gì đó. Nhưng cũng có những loài mà nó tạo ra xong rồi nó tuyệt chủng thôi. Là bởi vì chọn lọc tự nhiên đã loại bỏ những dạng sống kém thích nghi và giữ lại những dạng sống thích nghi. Cái nào thích nghi thì mới được giữ lại nha. Và sự sống sẽ được tiếp nối qua các thế hệ nhờ quá trình sinh sản. Đặc tính được duy trì ổn định kế thừa qua nhiều thế hệ thông qua quá trình nhân đôi DNA. Tuy nhiên là các bạn biết là giữa cơ thể mẹ và cơ thể con này nó giống nhau phần nào đó nhưng không phải là giống nhau hoàn toàn, là bởi vì ngoài cái chuyện là đặc tính duy trì ổn định kế thừa qua nhiều thế hệ thông qua quá trình nhân đôi DNA thì cũng trong cái quá trình nhân đôi DNA, cũng trong cái quá trình sinh sản đấy, nó phát sinh ra những biến dị. Biến dị là những cái đột biến á, hoặc là những cái biến dị tổ hợp á ha. Phát sinh ra những biến dị để nó tạo sự đa dạng di truyền, cho nên con sẽ giống mẹ phần nào đấy và có phần nào đấy thì sẽ khác mẹ, tạo nên một cái thế giới sống phải nói là vô cùng đa dạng nhưng mà lại thống nhất đó. Thì cô đã nói với các bạn nè, hồi nãy cô đã phân các bạn nhìn lại cái sơ đồ này ha, các bạn nhớ là hồi nãy cô phân tích cái sơ đồ này rồi ha. Và cô có cái đoạn là cô nói rằng là nhiều lớp sẽ tạo thành nhiều cái lớp mà gần gũi thì tạo thành ngành, rồi nhiều cái ngành gần gũi thì tạo thành giới. Thì bây giờ ta nói cái gọi là cái tổ chức mà to nhất là cái giới nha. Thì dựa vào một số đặc điểm chung của các loài sinh vật thì người ta đã chia thành ba cái lãnh giới. Một cái lãnh giới gọi là vi sinh vật cổ, nó là chữ E che nè, là gồm những cái con vi khuẩn mà tính ra nó hơi cổ quá, ví dụ nó sống ở một nơi quá nóng, một nơi quá lạnh gì đó. Rồi một cái lãnh giới nữa gọi là vi khuẩn, là bacteria này ha, bacteria vi khuẩn. Và một lãnh giới nữa gọi là nhân thực, thì cái nhân thực ấy, nó lại bao gồm những thứ sau đây là cái nguyên sinh nè, cái gọi là ta gọi là giới nguyên sinh này nhá. Rồi giới thực vật nè, rồi giới nấm nè, và cuối cùng là giới động vật. Thì trong những cái bài tiếp theo thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn, còn bây giờ thì tạm thời chúng ta chỉ hiểu cái sự phân chia nó đơn giản là người ta chia sinh vật thành ba lãnh giới, là bao gồm là vi sinh vật cổ là A che ha, vi khuẩn bacteria, và nhân thực là eukarya. Bây giờ chúng ta sẽ nói một số những cái câu trắc nghiệm nhé. Câu đầu tiên, các đặc trưng của sự sống của các cấp độ tổ chức sống là gồm những cái đặc trưng gì? Đó, thì chắc các bạn thấy rất nhanh chóng dễ thấy. Nó chính là chuyển hóa vật chất và năng lượng nè, sinh trưởng phát triển nè, sinh sản cảm ứng nè. Thế thì ví dụ như B á, thì nó cũng đúng nhưng mà nó không có đủ bằng cái A, cho nên ta vẫn lựa A. Và tương tự như vậy, C với D không đầy đủ bằng A nên chúng ta lựa A. Câu 2, thế nào là các cấp tổ chức của thế giới sống? Thì là tập hợp các cấp tổ chức từ nhỏ nhất đến lớn nhất trong thế giới sống, để chúng ta chọn B. Câu 3, cấp độ tổ chức nào nhỏ nhất trong các cấp tổ chức sống sau? Cái mình đọc sao mình thấy chính là nguyên tử. Câu 4 thì lại hỏi mình cái cấp nào lớn nhất, và mình đọc sao mình thấy là quần xã. Câu 5, cái tổ chức sống nào sau đây thì nó thuộc về cái bào quan? Thì cái nó là lục lạc nhá. Tim á, là thuộc về cơ quan nha các em, phổi cũng là cơ quan, não cũng là cơ quan, lục lạc mới là bào quan. Câu 6, đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật chính là tế bào. Câu 7, căn cứ chủ yếu để coi tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống là bởi vì chúng biểu hiện đầy đủ các đặc tính của sự sống. Chúng ta lựa đây. Số 8, cấp độ tổ chức sống nào dưới đây bao hàm các cấp tổ chức sống còn lại? Thì chúng ta đọc bằng này cái cấp, thì chúng ta thấy là có phải là cơ thể, trong cơ thể có tế bào, có bào quan, có cơ quan. Câu 9, cấp tổ chức sống nào dưới đây mà còn nhỏ hơn cấp tế bào nữa? Thì
không thể là cơ thể đúng không, cũng không thể cơ quan, chỉ có thể là bào quan thôi. 10. Tập hợp tế bào, tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định thì sẽ trở thành một cái mô. 11. Tập hợp các cá thể cùng loài cùng sống trong một không gian nhất định vào một thời điểm xác định, có quan hệ sinh sản với nhau thì gọi là quần thể. 12. Những con rùa ở hồ Hoàn Kiếm. Đấy, các bạn thấy, đây là những con rùa, tức là những cơ thể cùng loài mà cùng sống chung ở hồ Hoàn Kiếm thì tụi nó đều có thể sinh sản được. À, cho nên nó chính là một quần thể. 13. Đàn voi sống trong rừng. Tương tự như câu 12 thì đàn voi sống trong rừng là một quần thể. 14. Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải quần thể? À, thì chúng ta thấy là câu C sẽ không phải quần thể. Tại sao vậy? Tại vì trong hồ Tây có nhiều loài cá mà để cấu thành quần thể thì phải là tập hợp những cơ thể cùng loài. Mà bây giờ trong hồ Tây có nhiều loài cá, vậy thì vì nhiều loài cá khác nhau thì những tập hợp cá trong hồ Tây này không phải là quần thể. Mà trong khi câu A nó là đã nói các cây cọ thì các cây cọ lại buộc phải cùng loài cọ rồi. Tương tự như vậy, B và D đều là cùng loài. 15. Quần xã sinh vật là tập hợp nhiều quần thể của các loài khác nhau, chọn A. 16. Tập hợp những con cá sống dưới ao thì thuộc cấp độ các con cá các bạn nhé. Vậy thì đây là nhiều quần thể rồi, nhiều quần thể hợp thành quần xã nên ta chọn C. 17. Tập hợp các sinh vật mà sống trong rừng Cúc Phương cũng vậy thì nó phải là quần xã. 18. Nhiều cá thể cùng loài sống trong vùng địa lý nhất định thì tạo nên quần thể. Nhiều quần thể thuộc các loài khác nhau sống chung trong vùng địa lý nhất định thì tạo nên quần xã. Cho nên chúng ta lựa A. 19. Thế nào là hệ sinh thái? Là sinh vật và môi trường sống của chúng tạo nên một thể thống nhất. Chúng ta chọn D. 20. Sự đa dạng của sinh giới thì thể hiện ở những đặc điểm nào sau đây? À, sẽ thể hiện về sự đa dạng về loài, đa dạng về nguồn gen, đa dạng về lưới và chuỗi thức ăn, đa dạng về hệ sinh thái cũng như là đa, xin lỗi, không có đa dạng về sinh quyển bởi vì chúng ta có một cái sinh quyển thôi nên không có đa dạng về sinh quyển. Thì 1, 2, 3 chúng ta lựa ai? Hai. 21. Thứ tự theo nguyên tắc thứ bậc là, nào, chúng ta đọc xong chúng ta sẽ thấy được rằng là có phải tế bào là bé nhất không nào? Tế bào xong tới cơ thể, tới quần thể, tới quần thể, tới hệ sinh thái. Vậy chúng ta lựa A ha. 22. Các cấp tổ chức cơ bản theo thứ tự đúng chính là C. 23. Cấp tổ chức sống mà không cơ bản, các bạn thấy nó sẽ là không có cơ quan. Rồi, 24. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm chung của thế giới sống? Là câu C. 25. Những đặc điểm nào sau đây chỉ có ở tổ chức sống mà không có ở vật vô sinh? Số 1 là có ha. Số 2. Đâu? Cái hệ kín này thì nó không có ở tổ chức sống nên chúng ta không lựa. Số 3. Số 3 có. Số 4. Hệ mở tự điều chỉnh, lựa. Số 5. Cảm ứng vận động, lựa luôn. Và số 6. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường, lựa. Thế thì đáp án mình là C. 26. Đặc tính quan trọng nhất đảm bảo tính bền vững và ổn định của tổ chức sống là chính là khả năng tự điều chỉnh. 27. Tự điều chỉnh ở cấp độ quần thể thì thông qua điều chỉnh số lượng cá thể trong quần thể. 28. Tự điều chỉnh ở cấp độ quần xã thì thông qua điều chỉnh số lượng loài trong quần xã. Câu A. 29. Tổ chức sống cấp thấp hơn làm nền tảng để xây dựng lên tổ chức sống cấp cao hơn thì giải thích cho nguyên tắc nào? Chính là nguyên tắc thứ bảy. 30. Đặt thông tin dưới đây. Các bạn dừng video một tí để các bạn đặt nhé. Rồi. Giả sử các bạn đã đọc xong.
Thì đây là ví dụ về sự phân tầng của thực vật trong rừng nhiệt đới. Ví dụ trên thể hiện cái gì bạn? Chính là một cái hệ thống tự điều chỉnh. 31. Đặc tính mà tổ chức sống cấp trên. Tổ chức sống cấp trên có mà các cấp tổ chức sống cấp dưới không có thì gọi là tính nổi trội. 32. Đặc tính nổi trội của tổ chức sống cấp cao hình thành do sự tương tác giữa các bộ phận cấu thành. 33. Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở vì thường xuyên trao đổi chất với môi trường. 34. Ví dụ nào sau đây là minh chứng cho đặc điểm tổ chức sống là hệ mở? Đấy. Thì cái câu A á, thì nói sai tại vì cây xanh nó xin lỗi cô đọc nhầm đi. 34 nhá. Ví dụ nào sau đây là minh chứng cho đặc điểm tổ chức sống là hệ mở? Thì câu A, khi trời nóng thì người đổ mồ hôi. Cái này là khả năng tự điều chỉnh. À. Câu B thì nói về cấu tạo. Câu C là đúng rồi đấy, thực vật lấy một chất ở môi trường, thải một chất ra môi trường, đây là hệ mở. Và câu D này thì nói đến quá trình sinh lý. Câu 35. À, cái ví dụ nào nói về khả năng tự điều chỉnh của tổ chức sống? Thì cái câu A là nói về tổ chức sống là hệ hệ mở ha. À, câu B là nói về một cái định nghĩa về quần thể. Và câu C là đúng là một cái khả năng tự điều chỉnh nên chúng ta chọn C. Câu D là nói đến một cái đặc tính về mặt sinh lý. 36. Sự sống được tiếp diễn liên tục là nhờ nhờ sự truyền thông tin trên DNA giữa các tế bào, giữa các thế hệ. 37. Thông qua quá trình thoát hơi nước mà thực vật hấp thụ khí CO2 cung cấp cho quang hợp. Đồng thời hơi nước thoát ra làm giảm nhiệt độ môi trường. Oxy được giải phóng sẽ góp phần điều hòa khí quyển. Và đây là một ví dụ cho hệ thống mở và tự điều chỉnh. 38. Khi lượng đường trong máu giảm, cơ thể sẽ tiến hành phân giải glycogen để đưa lượng đường về mức ổn định. Đây là một cơ chế tự điều chỉnh. 39. Thế giới sống không ngừng tiến hóa trên cơ sở phát sinh biến dị và chọn lọc tự nhiên. 40. Dựa vào đặc điểm chung, các loài sinh vật được chia thành ba lãnh giới. Và cô nhắc lại, đó là cổ vi khuẩn, rồi vi khuẩn và nhân thực. 41. Những lãnh giới phân chia các loài sinh vật thì không có cái vi sinh vật cổ ha. 42. Sự sống được nối tiếp qua các thế hệ thông qua sinh sản. 43. Quá trình nhân đôi DNA có tác dụng duy trì ổn định một số đặc tính qua các thế hệ. Câu A. 44. Cơ chế nào góp phần tạo sự đa dạng về mặt di truyền? Chính là cơ chế phát sinh đột biến. 45. Quá trình gì đã loại bỏ những dạng sống gì ha? Thì đó chính là quá trình chọn lọc tự nhiên, loại bỏ những dạng sống kém thích nghi. Ta chọn A. Câu 46 nói về một con robot và họ robot có đặc điểm nào khác với vật sống? Câu 1, robot không có khả năng tự sinh sản. Thì đúng rồi, không tự đánh dấu. Không có khả năng lớn lên phát triển trong thời gian. Đúng luôn. Các phản ứng của chúng là các thuật toán được con người cài sẵn. Đúng luôn. Không có khả năng gieo phối sinh sản tạo ra thế hệ sau. Đúng luôn. Vậy nên cuối cùng mình chọn đáp án là đáp án giờ này ha. À, bây giờ chúng ta sẽ tới một số bài tự luận. À, thế thì cô để cho các bạn nhìn đề trước nha. Câu 1 là có ý kiến cho rằng khả năng tự điều chỉnh quyết định khả năng sống sót của cơ thể sinh vật. Theo em, ý kiến đó đúng hay sai? Giải thích và nêu một số ví dụ. À, thì giả sử các bạn dừng video xong các bạn suy nghĩ ha. Khi suy nghĩ xong rồi thì cho video chạy tiếp. Hoặc nếu mà bạn nào mà em học tích cực hơn á, thì em hãy ghi cái đáp án của mình ra tờ giấy. Rồi em hãy cho video của cô chạy tiếp nhé.
À, vậy sau đó thì cô sẽ gợi ý các bạn trả lời. Đấy. Cái ý kiến này là đúng nha các bạn. Bởi vì cái khả năng tự điều chỉnh á thì nhằm đảm bảo duy trì và điều hòa các hoạt động sống trong hệ thống để tồn tại và phát triển. Nếu khả năng tự điều chỉnh bị trục trặc thì có thể gây bệnh cho cơ thể, thậm chí là khiến cho cơ thể tử vong. À, ví dụ khả năng điều hòa đường huyết, nhiệt độ, pH. Rồi, bây giờ chúng ta qua bài số 2. Bài số 2 nói với các bạn là các ví dụ sau là đang đề cập đến đặc điểm nào của các cấp độ tổ chức sống. À, thì ví dụ đầu tiên là khi nồng độ natri clo trong máu tăng cao do ăn nhiều muối, thận. Cho ăn nhiều muối thì thận sẽ tăng cường bài xuất cái muối đấy qua nước tiểu. Vậy có phải đây chính là một cái ví dụ về khả năng tự điều chỉnh không nào? À. Câu B nhé. Câu B là từng tế bào thần kinh chỉ có khả năng dẫn truyền xung thần kinh, nhưng tập hợp 10 lũy thừa 12 tế bào thần kinh tạo lên bộ não con người thì giúp con người có trí thông minh, có tư duy và sáng tạo. Thì đây là một đặc điểm, một cái ví dụ về cấu tạo theo nguyên tắc thứ bậc. Đúng không? Đó. Hay là giả sử cái chỗ này mà bạn nào nói rằng là một cái ví dụ về đặc điểm nổi trội thì nếu cô chấm bài cô vẫn cho là các bạn nói đúng. À, câu C. Thực vật sử dụng CO2 cho quá trình quang hợp và tham gia hô hấp trả lại CO2 cho môi trường. Đây chính là một ví dụ về hệ thống mở. Và câu D là qua nghiên cứu cho thấy người và vượn người có quan hệ họ hàng với nhau. À, thì đây là một cái ví dụ về liên tục tiến hóa. Rồi. À, vậy thì nếu như cô chỉ nói bằng lời như vậy, có thể các bạn sẽ không thấy ha. Bây giờ cô viết lại cho các bạn. Cô gợi ý các bạn trả lời ha. Đấy, gợi ý cho các bạn trả lời. Các bạn có thể kép màn hình ha. Rồi chúng ta tới một cái bài tập cuối cùng. À, ở một loài chim thì ban đầu có 10.000 cá thể sống ở vùng A. Sau 5 năm thì quần thể này đạt số lượng là 30.000 cá thể. Và với số lượng cá thể tăng nhanh thì dẫn đến nguồn thức ăn trong môi trường bị khan hiếm. Do điều kiện sống khó khăn nên đã có 15.000 cá thể phải di cư sang vùng B để tìm môi trường sống mới. Vậy thì sự di cư của loài chim có liên quan đến đặc điểm nào? À, thì các bạn thấy này, thì di cư này á thì nó di cư để nó điều chỉnh cái việc là nó phải phù hợp với môi trường sống, nó phải phù hợp với cái nguồn thức ăn của môi trường. Cho nên đây là một cái ví dụ mà liên quan đến hệ thống mở và tự điều chỉnh. Rồi. Câu B nói sự di cư có vai trò gì với loài chim này? Thì có phải là sự di cư sẽ giúp cho con chim tìm được môi trường sống thuận lợi cho sự phát triển và sinh sản? Rồi cái môi trường mới đấy nó có thể cung cấp đủ thức ăn, nhiệt độ phù hợp, nơi ở phù hợp cho loài chim. Và cũng như vậy ha, bây giờ cô gợi ý các bạn, các bạn viết. Rồi, các bạn có thể cắt màn hình lại nhé. Rồi các bạn, như vậy là chúng ta đã học xong bài số 3. À, và các bạn hãy nhớ là tặng cô một nút follow để khi cô có bài học mới các bạn sẽ được cập nhật nhanh chóng.